Hương Baby, vợ ca sĩ Tuấn Hưng nối tiếp chồng phản ứng gay gắt sau khi bị đào lại quá khứ đóng MV chung với nhạc sĩ Duy Mạnh. Cô nàng cũng hé lộ việc hợp tác vào thời điểm chưa quen và kết hôn với Tuấn Hưng. Vừa qua, Hương Baby, vợ ca sĩ Tuấn Hưng đã phản ứng gắt khi bị đào lại quá khứ từng đóng MV với Duy Mạnh. Cô chia sẻ, ủa alo, đóng MV thì có gì là sai trái mà sao nhiều người lại phải đào bới vậy ta? Có phải thích nhau hay người yêu gì đâu mà phải ngại để các bạn phải đâm chọc với chọc ngoái chứ? Mình thấy chuyện đóng MV vậy là rất bình thường mà, vui mà. Vì thứ nhất thời điểm đó mình cũng chưa quen và lấy chồng mình. Thứ hai có bao giờ ai xấu mà được mời đi đóng MV không? Giờ gia đình mình đang rất vui và hạnh phúc nên mong mọi người hãy tích cực và cùng vui vẻ lên để lan tỏa những điều tích cực nhé. Trong MV Tôi Yêu Em Nhiều, Hương Baby đã vào vai người con gái phụ tình Duy Mạnh để chạy theo người đàn ông khác. Hai người đã có khá nhiều cảnh quay tình cảm với nhau, bao gồm cả cảnh cô mặc váy cưới đến bên chú rể Duy Mạnh. Trước đó, khi Tuấn Hưng mời vợ của anh đóng vai nữ chính trong MV chuẩn bị ra mắt, Quả Táo Vàng, không ít netizen đã đào lại MV ngày xưa của Duy Mạnh và Hương Baby để chế giễu vợ chồng nam ca sĩ. Giọng ca gấp đôi yêu thương lên tiếng đáp trả, có mấy ông thợ đào bới móc cứ hỏi ngày xưa vợ mình đóng MV cho anh Duy Mạnh được bao nhiêu xiền, rồi chọc ngoáy vớ vẩn. Ngày đó tôi chưa quen vợ tôi nên quá khứ đó tôi cũng không rõ. Chả biết anh Mạnh có hôn hay có gì với vợ tôi không tôi cũng không biết và không nặng nề vì đó là chuyện trước khi yêu và cưới tôi. Nói thế cho nó vuông, tôi chỉ quan tâm là khi yêu và cưới tôi thì cô ấy hoàn toàn thuộc về tôi và chúng tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Yêu và sống với hiện tại và cho cả tương lai. Hiện tại, Duy Mạnh chưa có động thái gì khi người đàn em liên tục nhắc tên mình trên mạng xã hội. Tuấn Hưng và Duy Mạnh được biết đến là hai ca sĩ có giọng hát đặc biệt dễ nghe và có lượng fan hâm mộ nhất định. Ở thời kỳ đỉnh cao, Duy Mạnh thường viết các ca khúc để tặng cho đồng nghiệp. Tuấn Hưng cũng không ngoại lệ khi anh đã được tặng hai bài hát Dĩ Vãng Cuộc Tình và Biết Tìm Đâu trong giai đoạn 2005-2006. Hai bài hát này cũng chính là điểm nhấn để giúp cho sự nghiệp ca hát của Tuấn Hưng thăng hoa. Cặp ca sĩ, nhạc sĩ Tuấn Hưng, Duy Mạnh vốn được khán giả yêu mến bởi sự nam tính từ giọng hát đến tính cách phóng khoáng ở ngoài đời. Họ từng tặng bài hát cho nhau, lưu diễn cùng nhau nhưng vì một số lý do, tình cảm của cả hai bắt đầu sứt mẻ từ năm 2010 do những hiểu lầm qua lại từ mạng xã hội. Năm 2016, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên căng thẳng hơn khi hai ca sĩ tiếp tục đăng đàn tố nhau. Duy Mạnh viết trên Facebook ám chỉ Tuấn Hưng hát ca khúc Hãy Về Đây Bên Em Không Xin Phép tác giả. Thời điểm đó, Tuấn Hưng đã lên tiếng xin lỗi và hứa từ nay sẽ không bao giờ sử dụng tất cả các ca khúc của Duy Mạnh nữa. Hiểu nhầm giữa Tuấn Hưng và anh Duy Mạnh âm ỉ suốt thời gian dài. Nhiều khán giả cứ tưởng giữa họ sẽ khó mà có sự hàn gắn bởi cả hai đều cá tính và nóng tính ngang nhau. Tuy nhiên, gần đây Tuấn Hưng là người chủ động gọi điện nói chuyện với đàn anh để xóa bỏ các mâu thuẫn. Tuấn Hưng bảo trong mối quan hệ giữa hai người, nếu một trong hai không chấp nhận lùi lại sẽ khó để mọi thứ trở nên tốt đẹp. Anh Duy Mạnh trêu tôi nhiều quá, nếu tôi cáu và đối đáp, chuyện càng căng thẳng nên tôi chọn im lặng. Nhưng đã đến lúc chúng tôi phải tự xóa bỏ sĩ diện để hiểu nhau. Tôi nói với anh Duy Mạnh nếu tôi làm gì sai, anh ấy có thể mắng, chỉ dạy. Chúng tôi có thể không thân như ngày xưa nhưng cần hiểu tốt về nhau. Và sau cuộc điện thoại đó, hai anh em đã nhận ra vấn đề và nói chuyện qua lại. Tôi bất ngờ khi chính anh Duy Mạnh nói viết một bài hát tặng tôi, Tuấn Hưng bộc bạch.